cu về này. Cu mai bây giờ. Này nhá, ăn cá khô này đúng không? Đấy, cá khô. Không để cả tên này luôn anh. Em tưởng để mã tàu mình. Ở đâu? Của anh ấy. Anh em mới hỏi. Chứ phải có mấy bài để quảng cáo người ta chứ. Không có thế ra quảng cáo gì đâu. Được không? Mấy bài ấy quảng cáo. Sao là chị thấy không? Quát anh em ăn.